Mốt sáng nay vườn Thúy Lan Cường Thúy nhà chúng em nên chia sẻ với các bác rất là nhiều mặt hàng siêu hot hit đang có tại vườn nhà em. Hàng nhà em là nhập trực tiếp từ bên Thái cho nên là giá cực kỳ yêu thương. Địa chỉ vườn Lan là ngõ Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Khi các bác gọi điện hoặc nhắn tin qua hai số điện thoại trên đều được. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá khu vực miền Bắc là 40k. Miền Trung với miền Nam hiện nay là chúng em mấy hôm ngày hôm nay chúng em bắt đầu đi bưu điện thì phí ship nó sẽ hơi cao hơn một chút. Nó tùy thuộc vào đơn hàng của các bác nhé. Sau đây em xin đi chi tiết vào từng đơn hàng một ạ. Em tiếp tục giới thiệu đến các bác một dòng hoa Tết nữa nhá. Một dòng siêu hoa Tết đó là trầm cổ nhá các bác nhá. Này, thân này, thân to nù béo ngậy luôn nhá. Các bác nhìn thấy béo sướng không? Quá đẹp luôn đấy. Hàng này chuẩn hoa Tết nhá các bác nhá. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Hàng chuẩn hoa Tết, thân rất là béo ngậy luôn. Hàng này là siêu hoa luôn. Đây em cho các bác xem mặt hoa đây. Đấy các bác nhìn thấy nó có siêu hoa không? Siêu hoa luôn. Mà nói đến mùi thơm của nó là gọi là cực kỳ là thơm luôn. Đấy em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa cực kỳ là thơm. Các bác lên mua đến 2-3 chậu về nhà mình, chỗ nào mình treo cũng có. Cho nó át hết cái mùi thịt mỡ dưa hành ở nhà mình đi. Siêu hoa luôn. Một chậu 3 thân. Em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn, 210.000. Một chậu 3 thân. Còn chậu 4 thân hay 5 thân thì em sẽ cộng thêm tiền nhé các bác nhé. Em giờ em chỉ báo giá chậu 2 thân. À chậu 3 thân. 3 thân đây. Hàng bây giờ thi thoảng có cây nó đang xuống lá để nó trở ra rồi nhá. Hàng béo ngậy siêu hoa Tết luôn nhá các bác nhá. Nhìn thấy béo chưa? Đấy. Thơm ơi là thơm luôn đấy, siêu hoa, hoa nó sẽ phun từ gốc. Từ gốc đến ngọn đây. Các bác nên mua mấy chậu về mình ghép vào chơi treo chỗ nào cũng có cây cho nó đẹp, nó thơm. Giá cực kỳ yêu thương luôn, 210.000 một chậu 3 thân nhá các bác nhá. Và đây là cái dòng cây hoàng phi hạc hoa đổi màu nha các bác nhá. Hàng thân lù béo ngậy mà già đang sưng mắt nụ rồi đây các bác nhìn thấy chưa? Đấy, hàng đang sưng mắt nụ này, nó gai hẳn lên rồi đây các bác nhìn thấy này. Thân thì cực kỳ béo ngậy luôn. Đấy, hàng đang sưng nụ chứ nhá các bác nhá. Đây này các bác nhìn này. Đấy, đây này có những cây nó đang xuống lá rồi đây này. Có những cây nó đang xuống lá nha các bác nhá. Đấy, một chậu như thế này nó trung bình từ 6-7 thân trở lên. Thân siêu bóng béo ngậy luôn. Em chỉ đếm vậy thôi. Giá em chia sẻ đến các bác là giá 200k một chậu. Vì sao gọi là hoàng phi hạc đổi màu về? Tại vì là núc hoa nó vừa nở ra nó sẽ có một màu xanh ngọc. Khi nó nở hết ra rồi đây này, nó sẽ ra cánh trắng này, mũi vàng, mắt đỏ nhá. Cánh trắng, mũi vàng, mắt đỏ, các bác nhìn thấy có đẹp không? Giá siêu yêu thương luôn, 200.000 một chậu đây, hàng đang sưng nụ nhá. Thân béo ngậy luôn. Một chậu nó có cả thân dài, thân ngắn nhá các bác nhá. Đây, mắt đang sưng lên này, các bác sờ đi đây, sờ nó đang gọn lên rồi đây này. Đấy, 200k một chậu, giá cực kỳ yêu thương luôn. Có những cái chậu nó đang vàng lá rồi các bác nhá. Tiếp tục đây em thanh lý nhanh cho các bác một lô đai châu màu chủ yếu nó là màu đỏ đốm và màu sắc pháo. Hàng lá mít cây siêu to khổng lồ luôn nha các bác nhá. Hàng lá mít cây siêu to khổng lồ đây. Đây cây thực tế đây tại vườn nhà em nhá. Các bác nhìn này. Bản lá to không? Chiều dài của lá đây. Đấy. Thanh lý về tội gì thi thoảng này. Em đây là cái lỗi vận chuyển nhá. Thi thoảng nó bị này hoặc một cái vết cắt ở đầu lá. Đây, hoặc nó bị cái chấm chấm đốm đốm này.
hoặc là bị vết cắt đầu lá. Đây, các bác nhìn nha, lỗi vận chuyển nhá. Hàng lá mít nhá, hàng lá mít. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Hoa siêu đẹp luôn. Đốm nhá. Chủ yếu lô này nó chủ yếu màu đốm. Màu đốm và màu sắc pháo. Đây em cho các bác xem màu sắc pháo đây. Hoa nở tại nhà em đây, màu đốm nhá, tay em đấy. Đốm này sắc pháo. Cam nửa có nhưng mà ít thôi các bác nhá. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Hoa nói hoa Tết thì cực kỳ là đẹp. Cam nửa có nhưng mà ít thôi. Các bác nhìn thấy cam nửa đây. Hàng này cây có cây đang sưng nụ, có cây có nụ rồi nha các bác nhá. Em cho các bác xem đây. Nụ đây, nụ đang ở ngách lá đây. Đấy, nụ đang ở ngách lá. Các bác lấy màu gì thì báo em sẽ chọn tương ứng. Đây em cho các bác bỏ hẳn một chậu, hai chậu xuống để cho các bác xem cho nó rõ. Hàng lá mít nhá. Một chậu này trước em bán 250 một chậu nhưng hôm nay em thanh lý em chỉ bán 170k thôi. Hàng lỗi lá nha các bác nhá. Đấy, hàng cây đang sưng nụ mới lại đang có cây có nụ rồi, có cây đang sưng nụ nha các bác nhá. Đảm bảo bảo hành với các bác là Tết này ra hoa. Giá cực kỳ yêu thương lên 250 giờ em bán có 170.000 thôi. Em còn ít thì không còn nhiều nhá. Các bác nhìn thấy chưa? Đây em giới thiệu với các bác cái lô kiếm, kiếm gieo hạt nha các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Bản lá ngắn nhá. Thân côn tít luôn này. Đấy. Một chậu như vậy, một khóm như vậy trung bình nó có từ 4 đến 5 tép nhá. 4 đến 5 tép. Lá cũng tương đối to, hàng giống thì em nói thật với các bác là em không đo bản lá. Thì đây đó là hàng giống mà. Nó hàng gieo hạt của Thái Lan nhá. Nói về cái dòng hàng gieo hạt ấy thì em cũng giới thiệu luôn với các bác. Bao giờ những họ sẽ chọn những cái mặt hoa bố mẹ đẹp thì họ mới lai tạo giống cho mình. Khi mà nó ra cây con ấy, một là nó sẽ ra hoa giống bố mẹ 100%, hai là nó sẽ ra cây độ khoảng 80-90% bố mẹ, mà có sổ số có thể là nó ra còn đẹp hơn mặt hoa bố mẹ. Đây này, các bác nhìn này, côn tít chưa? Thân tơ tít luôn. Đấy, lá côn láng, lá láng nha các bác nhá. Nó này thì em về nó có gồm có những cái mặt hoa là vàng 4 số 9 này, chóp này, phan trí xanh Huế vị hoàng, hoàng long thái này, vàng Tây Ninh này, đấy xanh Huế này, còn coco sơ mi này, đồ long đao, còn có cái mặt một loại nói mặt hoa này, kiếm số 3 nhá, kiếm số 3, và em có cả cái loại kiếm số 1 nữa này. Đấy, các bác nhìn xem cả kiếm số 1. Hàng này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn, 150k một khóm nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Đấy, 150k một khóm. Các bác lấy loại nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em sẽ nhặt cho các bác và em sẽ đánh dấu vào dưới gốc cây. Không thể sợ nhầm lẫn được các bác nhá. Cái điều nữa, cây nó không thể đẹp long lanh thì thi thoảng nó có bị như thế này. Bị xước xác như thế này hoặc là nó hơi lứt ra như thế này. Đấy là lỗi vận chuyển, nó không đáng kể bao nhiêu nhá. Lỗi vận chuyển chứ em không bảo hàng đẹp long lanh được nhá các bác nhá. Thi thoảng nó sẽ bị vậy, nó không tránh khỏi. Giá em chia sẻ đến các bác giá 150k một bụi nhá các bác nhá. Em vừa về được thêm cái lô kiếm đỏ. Kiếm đỏ Úc. Nhưng mà hàng này hàng Thái Lan trồng nhá. Một chậu như này nó trung bình nó có từ 4 đến 5 tép trở lên các bác nhá. Đây, các bác nhìn thấy chưa? 4-5 tép trả lên. Chiều dài này. Hơi bị dài đấy. Trên 3 găng tay em nhá các bác nhá. Nói về cái dòng kiếm đỏ này thì hoa cực. Nó gọi là dòng kiếm phong thủy các bác nhá. Gọi là dòng kiếm phong thủy. Đây em cho các bác xem mặt hoa đây. Đây, mặt hoa đây, mặt hoa nở tại nhà em nha các bác nhá. Mặt hoa nở tại đây nhà em đây, tay em đây. Hoa nói rồi, hoa kiếm đỏ thì cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm mà cực kỳ bắt mắt. Nó gọi là kiếm đỏ phong thủy nha các bác nhá. Một chậu như này
Em chia sẻ đến các bác, giá cực kỳ yêu thương luôn, 200.000 một chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai là nó là thi thoảng cái hàng này là hàng rừng, cho nên là thi thoảng cái lá nó có cái những cái vết xước xước hoặc là vận chuyển nó hơi bị ấy như thế này, tại vì cây nó cũng hơi dài thì các bác cũng thông cảm cho em. Đây này, ví dụ cái lá gốc thì thi thoảng có cái cây nó già rồi ấy, người ta cắt đi ấy, nó già rồi người ta cắt đi thì nó không được trông nó ấy. Để về các bác này, về các bác lên sang một cái chậu to thì trồng nó sẽ đẻ con, nó sẽ có triển vọng đẹp hơn. Sang năm nó sẽ ra hoa, nó sẽ ra được nhiều hoa hơn, nó ra một suối hoa luôn. Suối hoa như đây, như em cho các bác xem đây. Đấy, suối hoa luôn. Bác nhìn chưa? Hàng thực tế đây, ảnh thực tế này, ảnh nhà vườn cho nhé. Còn cái ảnh này này là cây này là nhà hoa năm ngoái nó ở tại nhà em đấy các bác nhé. Kiếm đỏ Úc, 200k một chậu. Em tiếp tục giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa, đó là mặt hàng Vanda Lai Châu. Đây, cái hàng này thì cây nó trung bình nó có từ đôi 4, 6, 7 cặp lá, 6-7 cặp lá trở lên nhá. Cây siêu đẹp này, cây này là cây trưởng thành rồi các bác nhá. Hàng này nó chỉ Vanda Lai Châu này, nó chỉ có một màu hoa duy nhất, đó là xanh blue. Đây, em cho các bác xem mặt hoa đây, xanh blue cực kỳ đẹp luôn. Nói về cái dòng Vanda Lai Châu này thì hoa cũng cực kỳ thơm, và một cái ưu điểm nữa đó, nó là hoa nở quanh năm nha các bác nhá. Hoa nở quanh năm hết đợt này đến đợt khác. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu lại bước vào mùa hoa nữa rồi đây này. Hàng này thì khả năng nó là chuẩn Tết nha các bác nhá. Một năm nó phải ra 4-5 lần, cứ hết đợt hoa nọ đến đợt hoa kia. Hàng này em chia sẻ đến các bác giá siêu yêu thương luôn. Đấy, dễ đẹp thôi. Giá 150k một em, giá trên chưa bao gồm phí ship. Vanda Lai Châu màu xanh blue. Giá cực kỳ, cây cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ mướt nhá. Đây các bác nhìn này, đây 6-7 cặp lá này, em đo găng tay này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, 6-7 cặp lá nhá. Hàng siêu đẹp, siêu yêu thương luôn. 150k một em Vanda Lai Châu. Tiếp em giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa đây ạ. Em giới thiệu tiếp đến các bác cái lô Đai Châu rừng mít rụt dịt. Hàng mít đồng xu nha các bác nhá. Hàng này hàng châu rừng bóc trụ, cho nên là nó chỉ có một màu hoa trắng tím thôi. Các bác nhìn thấy phê không? Này, mít rụt dịt luôn nhá. Mít rụt dịt, mít đồng xu này. Các bác nhìn này, bàn tay em này. Đấy, này, con này phê chưa? Đấy. Hàng em bao đẹp, bao lỗi lá cho các bác nhá. Thế này còn một cái điều nữa này, em nói các bác này, hàng này hàng bóc rừng, cho nên là nó sẽ có những cái lá chân nó hơi xấu thì nó không đẹp như cái lá đầu nhá. Cây nào nó có một hai cái lá chân thì nó sẽ xấu. Hàng này nó có sơ di đấy, ví dụ như cây to này thì em sẽ cân lên nó tầm được khoảng 7 lạng này. Cây 7 lạng này thì em ít thôi, em không có nhiều. Sơ di đây. Cây này 8 lạng này. Cây này 8 lạng này. Còn lại thì em là cái sơ di 4-5 lạng với lại 1 cân 3 cây là nhiều nha các bác nhá. Hàng này em chia sẻ đến cho các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 480k 1kg. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em phí ship nhá. Hàng mít đồng xu nhá. Hàng này tất cả đều đang sưng nụ rồi hết rồi các bác nhá. Hàng này đã già cây nên đang sưng nụ hết rồi các bác nhá. 480.000 1kg. Sẽ có nhiều sơ di để các bác lựa chọn, các bác mua 1 cân loại 2 cây 3 cây hay là nhiều hơn nữa thì các bác cứ báo em. Em sẽ nhặt tương ứng theo yêu cầu các bác của các bác. Giá cực kỳ giật mình luôn, 480.000 1kg. Đây em xin giới thiệu đến tiếp đến các bác cái lô này, lô hồ điệp lá biên lá phát tài nhá. Các bác nhìn đẹp, nhìn
Mình không chơi hoa nhưng chơi lá cũng phê chưa? Lá phát tài nhá. Phát tài phát lộc, Tết thế này mà treo ở nhà thì tha hồ lắm lộc. Hàng đang sưng lộ như các bác nhá. Các bác nhìn thế này, cây nào cũng đang có hai ngồng hoa nhá. Nói về cái dòng hoa hồ điệp này thì cực kỳ là bền hoa. Hoa nở tầm 3-4 tháng vẫn còn chưa tàn nha các bác nhá. Mà hoa lại thơm nữa. Đây em cho các bác xem mặt hoa hồ điệp lá phát tài đây. Nó có mấy mặt hoa. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Mặt hoa hồ điệp lá phát tài nhá. Đấy, lá phát tài này. Tết này treo ở nhà và tha hồ lắm tài lắm lộc. Một chậu như thế này nó đang có hai ngồng hoa, em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. Đây là cốc 2.8 nha các bác nhá. Cực kỳ yêu thương luôn, chậu nào cũng hai ngồng hoa, giá em bán combo 250.000 combo 3 cốc. Đây này, cái này nó để trên nó màu trắng, ở dưới nó lại còn màu tím thế này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, combo nhá. 250.000 3 cốc, giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Các bác cái này là các bác lên mua mấy cốc về mình ghép thành 5-7 cốc đi. Mình ghép thành như kiểu thành một cái đài ấy. Một cái đài cây trông nó thành một cái chùm cây, nó sum xuê trông nó đẹp hơn. 250.000 combo 3 cốc. Hồ điệp lá viên lá phát tài nha các bác nhá. Tiếp theo em xin giới thiệu mặt hàng nữa. Một mặt hàng nữa gọi là siêu hot hit. Nhạn va nha các bác nhá. Nhạn va, hàng này nói về nguồn gốc hàng này, hàng nhạn va là hàng Thái nha các bác nhá. Hoa nó sẽ nở từ tháng 6 cho đến tháng 10 dương lịch nha các bác nhá. Nó không cố định vào một tháng nào cả. Hàng này hàng lá xếp này. Đấy các bác nhìn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Mặt hoa này, mặt hoa nở tại nhà em rồi nhá. Những cái bác nào mà năm trước mua nhà em ấy thì biết rồi đấy. Đây, đây hoa đây. Hoa vàng lưỡi trắng nhá các bác nhá. Hoa vàng lưỡi trắng này. Hàng này thì các bác lên mua về mình sẽ cho vào cái chậu hoặc là ghép vào một cục gỗ lũa nhá. Thì trông nó đẹp hơn. Em có hai loại size cây. Một loại size cây như thế này. Trên thị trường họ đang bán giá 750.000. Nhưng em chỉ bán cho các bác độc chỉ có 570.000 thôi. Có mỗi mình nhà em bán giá này thôi nhá. 570.000 một cây chưa bao gồm phí ship. Đây, hàng nó từ trung bình từ 10 cặp lá trở lên. Còn bác nào mà muốn mua cái loại hàng cặp lá to này, nhiều cặp lá hơn, hàng này tầm 15-16 cặp lá, thì cứ inbox em chụp hình em báo giá từng cây một đến cho các bác nhá. Đấy, hàng đẹp long lanh luôn, em cho các bác xem này. Nói về nhạn thì dòng nhạn nào cũng thơm. Thơm cực kỳ luôn. Cực kỳ yêu thương luôn. 570.000 một chậu hàng từ 10 cặp lá trở lên. Còn cặp lá to thì các bác inbox em 15-16 cặp lá, inbox em sẽ chụp hình em báo giá từng cây đến cho các bác nhé. Em vừa cập bến được một mặt hàng siêu hot hit luôn. Đó là cửu bảo tiên lai nhạn. Hàng đẹp long lanh luôn nha các bác nhé. Đây này, một chậu như vậy nó gồm hai cây nhá. Một chậu phải gồm hai cây, các bác nhìn bộ rễ có sướng không? Nói về cái dòng cửu bảo tiên lai nhạn này thì hoa cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm, hoa nó nở từ tháng 5 cho đến tháng 9 dương lịch nhé các bác nhá. Các bác những cái này, các bác nào mà có điều kiện thì mình hàng này trồng thuần rồi, về chỉ việc treo thôi. Nhưng các bác nào mà có điều kiện mình sẽ mua một chậu, một cái chậu về mình ghép vào, hoặc là mình có cái cục gỗ nào nó đẹp đẹp ý, mình ghép ra thì nó sẽ thẩm mỹ đẹp hơn. Đây em cho các bác xem mặt hoa cửu bảo tiên lai nhạn nhá. Hàng đẹp long lanh luôn. Đây các bác, em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa này thực tế nở tại nhà em, tay em đây nhá các bác nhá. Mặt hoa thực tế nở tại nhà em đây, tay em đây. Hoa cực kỳ, nói về cái mùi thơm thì cực kỳ là thơm, cực kỳ quyến rũ luôn. Giá em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn, 200.000 một chậu nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm tiền ship và giúp em. Hàng lá xếp nhá các bác nhá. Đây em cho các bác xem lại mặt hoa một lần nữa này. Đấy, mặt hoa nở tại nhà em đấy nhá. Tay em đây nhá các bác nhá. Đấy, tay em, bàn tay em đấy. Đấy,
cực kỳ thơm, cực kỳ quyến rũ. Cửu Bảo Tiên lai nhạn nhá. Một mặt hàng nữa em xin giới thiệu đến các bác, đó là nhạn VIP. Nhạn VIP 4L. Hàng lá mít hoa đẹp, à cây đẹp long lanh luôn này. Em cho các bác xem nhá, riêng về dòng nhạn thì hoa thơm, gọi là thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy, mặt hoa đây. Hàng VIP 4L nhá, hàng này hàng đột biến nhá. Nhiễm 4 sắc thể. Một cây nó chung như này nó trung bình nó từ 6 cặp lá trở lên nhá. Một trung bình từ 6 cặp lá trở lên. Em bán với giá 350.000 một chậu. Đây nó nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng nó không to đâu nhá, em quay xa quay gần cho các bác xem. 350k một chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Em cho các bác xem mặt hoa một lần nữa này. Hoa siêu thơm luôn. Nó đã thơm này, này còn đẹp nữa. Hoa này thì nó sẽ nở rải rác từ tháng 4 cho đến tháng 10. Chứ nó không có nhất định là cái hàng Thái này nhà em mà về nó mới, ở nhà mình nó mới ra hoa, chứ nó không có nhất định là hoa phải ra là tháng mấy đâu các bác nhá. Các bác lưu ý hộ em. Hàng em bao đẹp bao lỗi lá cho các bác. 350.000 một chậu nhá. Tiếp theo đây em xin giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa, đó là thanh đạm Indo. Hoa nở chuẩn Tết nhá. Nói về cái dòng thanh đạm Indo này thì em tả cái mùi thơm cho các bác xem. Nó là cái mùi thơm, nó rất là dịu dàng. Dịu dàng nhẹ nhàng. Nó thơm cái kiểu gì khó tả, như các bác nào mà mua nhà em những năm trước thì biết rồi đấy. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Đây. Mặt hoa đây. Cực kỳ sai hoa nhá, mặt đấy các bác nhìn nó là một rừng hoa luôn. Hoa nở chuẩn Tết nhá. Đây là cái ảnh ấy, là ảnh khách mua nhà em đây. Xong là chụp khoe gửi cho em đây. Còn đây một cũng là một cái kiểu ảnh khách mua gửi cho em đây. Đấy, hàng này có một cái lưu ý nho nhỏ đấy các bác nhá. Thi thoảng nó có một cái chút lá nó đen đen như thế này thì nó cũng không sao. Không vấn đề gì nhá các bác nhá. Với lại nó như thế này. Đây. Nó ở dưới cái gốc cây ấy, nó có cái đen như vậy. Đây là đen vỏ cây nhá. Nó khi nó mọc lên cái cây non này nó sẽ có một cái vỏ cây mầm nó lên nhá. Các bác nào ấy mà chơi ấy thì về mình sẽ sang một cái chậu như thế này. Chơi cho nó đẹp này, hoặc là các bác nào chơi lớn thì mình sẽ làm vài chậu. Mình vào một cái chậu như này nó là ra một rừng hoa luôn. Siêu to khổng lồ luôn. Một chậu như thế này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 350.000 một chậu nhá. Trên thị trường người ta bán 400 với 450 nhưng em bán độc có 300 thôi. Nó phải trên 20 mầm trở lên nhá các bác nhá. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Nhà em thì hàng nhập trực tiếp không qua trung gian cho nên là giá rất là đẹp. Cái một lưu ý nữa là các bác những cái hàng này này, các bác tưới ít cho em luôn thôi, không lên tưới nhiều nhá. Không lên tưới nhiều, bao giờ các bác thấy cái giả hành này nó khô thì các bác mới tưới tiếp, chứ lúc nào nó cũng ẩm là nó dễ thối lắm các bác nhá. Cực kỳ yêu thương luôn. Quá đẹp luôn ý. Siêu to khổng lồ. Và đây là một cái dòng Denso. Denso mini Zaza. Dòng này thì nó có rất nhiều là mặt hoa. Đây em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa này. Rất nhiều mặt hoa này. Tím này, trắng này. Đấy, trắng này. Đỏ này. Đây mặt hoa thực tế. Cái hàng này thì hoa nó ra quanh năm các bác nhá. Hoa ra quanh năm. Hết đợt này đến đợt khác. Hàng này em chia sẻ đến các bác là giá 200k 3 chậu. Em bán combo 200k 3 chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Đây em cho các bác, em đo cho các bác đây này. Denso ra ra nó chỉ như thế này thôi nhá. Một chậu nó trung bình là từ 5 đến 6 giả hành nhá. 5 đến 6 giả hành. Em bán combo 200k 3 chậu, nó có nhiều mặt hoa, hoa ra quanh năm, hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Với một cái lưu ý nữa là em bán hàng như này nó đang có nụ có hoa nhưng em vận chuyển chẳng may nó gãy, em sẽ không bảo hành mặt hoa, không bảo hành là gãy hoa cho các bác đâu nhá.
Hoa này tại vì nó rất là giòn dễ gãy này. Hoa nó ra quanh năm cho nên là nó cứ ấy lên hết cái nhánh này ra hoa thì nó lại sang nhánh khác ra hoa, liên tục luôn các bác nhá. Giá mùa Covid 200k 3 chậu chứ năm ngoái là em đang bán là 250k 3 chậu đấy. Năm nay xuống còn có 200k 3 chậu thôi các bác nhá. Bao la bát ngát luôn. Tiếp theo đây em đi xem một mặt hàng nữa nhá. Em tiếp tục lên cho các bác cái lô giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Nói về cái dòng giả hạc hoa hồng đỏ thì hoa siêu thơm, cực kỳ thơm và cực kỳ bền, hoa nên nở chuẩn Tết nhé các bác nhé. Hàng bây giờ bắt đầu nó xuống lá, có những cái nó đã thắt ngọn rồi các bác nhé. Đây ngọn thắt đây này, lá bắt đầu nó xuống, nó vàng lá. Bao giờ nó rụng hết lá đi thì bắt đầu nó mới ra hoa nhé. Một bảng như thế này nó trung bình nó có từ 6 đến 7 ngọn trở lên. Các bác lên mua nên hai bảng về ghép vào như thế này. Đây em ốp và vẩy nó có móc sẵn treo rồi. Tết nó sẽ ra một suối hoa tuyệt đẹp cho các bác chơi. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhé. Giả hạc hoa hồng đỏ này, hoa siêu thơm luôn. Đã thơm lại còn đẹp nữa, hoa lại đỏ đúng Tết nhá. Một bảng như thế này em chia sẻ đến các bác giá 150k nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Đây một bảng nó có 6-7 ngọn, nó có cả ngọn rắn ngắn ngọn dài xen kẽ nữa các bác nhá. Đây em cho các bác xem một lần nữa này. Giả hạc hoa hồng đỏ, hoa siêu thơm luôn. Giá cực kỳ yêu thương, 150k một em nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Hàng về bao la bát ngát luôn các bác nhá. Tiếp đến em xin giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa siêu hot hit, mới xuất hiện tại vườn nhà em. Đó là phi điệp cánh viền lưỡi bệt. Đây, em cho các bác xem mặt hoa nhá. Đã thơm lại còn đẹp này. Các bác nhìn lên mặt hoa phê không? Cánh viền lưỡi bệt nhá. Quá phê luôn. Hàng này thì hoa cực kỳ thơm nhá các bác nhá. Em cho các bác xem này, hàng là hàng ươm ki nhá. Hàng ươm ki thế các bác nhìn thấy chưa? Hàng ươm ki này. Hàng này em sẽ bán với các cho các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. Bán combo luôn này. Combo em bán combo 2 chậu. Một chậu 2 thân và một chậu 1 thân. Em chia sẻ đến các bác giá 260k một combo. 260k một combo gồm có chậu 1 thân và một chậu 2 thân. Hàng này nhá, nó chiều cao trung bình của nó sẽ đạt cao hơn 1 mét. Cho nên là nhà em đã làm cái móc sẵn này, cái móc sẵn cao to này. Đấy các bác nhìn chưa? Hoa siêu đẹp, siêu thơm luôn. Đây, nhà em bao la bát ngát nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Thân to mập nhá. Thân to mập. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Thân to mập nhá. Đây, đặc biệt là có cái thân này nó còn ú như thế này này. Phi điệp cánh viền lưỡi bệt 260k một combo 2 chậu, 1 chậu 1 thân và 1 chậu 2 thân nhá các bác nhá. Em cho các bác xem lại một mặt hoa một lần nữa này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đẹp không? Đã đẹp rồi còn thơm nhá. Hàng ươm ki nhá các bác nhá.